Mai sẽ đi dắt lợn đi tán gái tiếp chứ hôm nay mưa quá không kịp. Đi trêu chó. Đây sẽ là công cụ của chó, chạy chó của hai anh em. Chó à? Mày thích đi xe nào? Mày thích đi xe nào? Em phải đi xe này đi. Anh khôn đấy. Xe kia thì anh chạy nào được? Cái này anh to ấy, nó cắn vào anh, nó cái dai của nó lại từ. Nào, đua. Đua. Nào, chú nấp đi, nấp đi chú. Nấp đi. Chú chó vào đấy. Anh em đã đến điểm trêu chó đầu tiên. Sao anh chạy được gì đấy? Anh đi trước. Hôm nay không thấy nó đuổi nhỉ? Chó này quá kém. Ôi gặp con lốc hôm qua, hôm nay kia thì thôi. Nó to lắm. Mặt đâu? Ông cả nó vô nhá một phát gì? Vô là mất một cái đấy. Thank you.
rưỡi. Đó là dám đuổi cả. Mai chuyển em đi bộ.